Phóng viên Thảo Ly và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IPC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, 27.7 tại Houston, Texas và trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada cũng như trên website ibctv.us. Kính thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình IBC, trước tiên sẽ là phần điểm tin, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lược qua những bản tin đáng chú ý trong ngày. Ông Trump đến Milwaukee sau vụ ám sát. Ảnh chụp từ trên không cho thấy địa điểm xảy ra vụ ám sát cựu Tổng thống Trump và nhà của tay súng. Trạm cứu hỏa Pennsylvania tưởng nhớ đồng nghiệp đã hy sinh tại cuộc vận động của Trump. Cảng đất liền Tân Cương là động lực chính trong việc mở rộng cửa của Trung Quốc. Người hâm mộ trèo qua lỗ thông hơi để vào sân vận động Hoa Kỳ xem trận chung kết Copa America. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là bản tin chi tiết đầu tiên. Thảo Ly mời quý vị theo dõi phần trình bày của Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho hay ông Trump đã đến Milwaukee sau vụ ám sát. Ông Donald Trump đã đến Milwaukee vào hôm Chủ nhật, nơi ông sẽ chính thức được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào cuối tuần này, một ngày sau vụ ám sát ông ở Pennsylvania. Video từ một nhân chứng cho thấy ông ta giơ nắm đấm lên trời nhiều lần khi bước xuống máy bay. Camera nhân chứng của hãng thông tấn Reuters đã xác nhận việc ông Trump đến sân bay quốc tế Milwaukee, Michigan. Ông Trump dự kiến sẽ chấp nhận đề cử chính thức của đảng mình tại Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa với bài phát biểu vào hôm thứ Năm ngày 18 tháng 7. Ông Trump đang tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 7 thì có tiếng súng vang lên, trúng tay phải của ông và khiến cho mặt ông đầy vết máu. Chiến dịch tranh cử của ông cho biết ông đang làm tốt. Cũng bản tin liên quan, ảnh chụp từ trên không cho thấy địa điểm xảy ra vụ ám sát cựu Tổng thống Trump và nhà của tay súng. Cảnh quay bằng máy bay không người lái và trên không được quay vào hôm Chủ nhật 14 tháng 7 cho thấy địa điểm mà Cục Điều tra Liên bang FBI cho biết là một vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump ở Hoa Kỳ. Được biết, cựu Tổng thống Trump 78 tuổi đang tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, thì có tiếng súng vang lên, trúng tay phải của ông và khiến mặt của ông đầy vết máu. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cho biết ông đang làm tốt. Đoạn phim cũng cho thấy các xe thực thi pháp luật tập trung tại công viên Bethel, Pennsylvania, xung quanh nhà của Thomas Matthew Crooks, người được FBI xác định là nghi phạm. Các quan chức FBI vào hôm Chủ nhật cho biết Crooks hành động một mình. Cơ quan này cho biết họ vẫn chưa xác định được hệ tư tưởng liên quan đến nghi phạm hoặc bất kỳ dấu hiệu nào về các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc tìm thấy bất kỳ ngôn ngữ đe dọa nào trên tài khoản mạng xã hội của nghi phạm này. Bản tin liên quan, trạm cứu hỏa Pennsylvania tưởng nhớ đồng nghiệp đã hy sinh tại cuộc vận động của ông Trump. Đội cứu hỏa tình nguyện Buffalo Township vào hôm Chủ nhật đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Corey Comparator, người lính cứu hỏa đã nghỉ hưu, thiệt mạng do trúng đạn khi tham dự một cuộc biểu tình của Donald Trump. Cờ O màu đen được treo trên nhà cứu hỏa, nơi treo thiết bị của Comparator bằng những bông hoa bên dưới, để tri ân cuộc đời, tình yêu và sự cống hiến của ông cho cộng đồng. Craig Crickinson, 27 tuổi, người tình nguyện đến trạm cứu hỏa cùng với Comparator, đã suy ngẫm về điều đó một cách nghiêm túc. Tổng thống Joe Biden, một đảng viên đảng Dân Chủ, đã ra lệnh xem xét lại việc một người đàn ông 20 tuổi với khẩu súng trường kiểu AR-15 đã đến đủ gần để bắn Trump từ sân thượng vào hôm thứ Bảy. Ông Trump với tư cách là một cựu tổng thống được mật vụ Hoa Kỳ bảo vệ trọn đời. Ông Trump năm nay 78 tuổi, đang tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, một bang quan trọng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, thì có tiếng súng vang lên trúng tay phải của ông và khiến cho mặt ông đầy vết máu.
Chiến dịch tranh cử của ông cho biết ông đang làm tốt. Một người trong đám đông đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trước khi các nhân viên mật vụ bắn chết nghi phạm. Bản tin liên quan tiếp nối về việc cảng đất liền Tân Cương là động lực chính trong việc mở rộng của Trung Quốc. Thưa quý vị, bản tin về việc tỉnh Kasha ở khu tự trị Ngô Dĩ Tân của Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc đang có động lực theo đuổi tăng cường kinh tế khi các cảng đất liền của tỉnh này trải qua hoạt động thương mại gia tăng nhằm mở rộng hơn nữa việc mở cửa của Trung Quốc. Với lợi thế địa lý độc đáo, Kasha đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng để kết nối Trung Quốc với Trung Á, Nam Á, Tây Á và châu Âu. Năm cảng đất liền lớn trong khu vực liên kết 8 quốc gia bao gồm Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Pakistan thu hút hàng ngàn nhiều doanh nghiệp, những doanh nhân đến tỉnh này. Hiện chúng tôi có khoảng 671 doanh nghiệp mới gia nhập kể từ khi ra mắt khu thương mại tự do thí điểm FTZ Trung Quốc Tân Cương vào tháng 11 năm 2023, nâng tổng số doanh nghiệp ở khu vực Kagash lên đến 2.763. Kaskar hiện có 4 vai trò chính: một khu vực FTZ thí điểm, khu phát triển kinh tế quốc gia, khu ngoại giao toàn diện và khu thí điểm tích hợp cho thương mại điện tử xuyên biên giới. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể được hưởng chính sách miễn giảm thuế thu nhập tại Kaskar. Và đây là một khu vực phát triển kinh tế. Khu vực này khiến nó trở thành một trong những nơi ở duy nhất của trong cả nước. Jiang Teitao là người đứng đầu văn phòng Kaskar của FTZ thí điểm cho biết, tỉnh đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng nhờ các chính sách thuận lợi, cơ sở hạ tầng được cải thiện và thúc đẩy trao đổi xuyên biên giới. Một trong những cải cách và biện pháp đổi mới quan trọng là áp dụng khóa thông minh, giúp đẩy nhanh thủ tục hải quan và đơn giản hóa thủ tục một cách hiệu quả. Bản tin tiếp theo cho hay người hâm mộ trèo qua lỗ thông hơi để vào sân vận động Hoa Kỳ xem trận chung kết Copa America. Video nhân chứng cho thấy người hâm mộ trèo qua lỗ thông hơi, vượt cổng để vào sân tổ chức trận chung kết Copa America giữa Argentina và Colombia vào hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 7. Đoạn phim mà hãng thông tấn Reuters thu được cho thấy hàng chục người hâm mộ trèo vào hệ thống thông gió trên cao và vượt qua hàng rào của sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, Florida. Hãng thông tấn Reuters đã có thể xác nhận vị trí từ hình ảnh vệ tinh và hình ảnh tập tin từ mặt tiền tòa nhà khớp với nhau. Ngày tháng đã được xác nhận theo nguồn và siêu dữ liệu trên đoạn phim. Ban tổ chức cho biết trận đấu bóng đá đã bị trì hoãn hơn 1 giờ sau khi hàng nghìn người hâm mộ không có vé xông vào an ninh và cố gắng tìm đường vào sân vận động. Cảnh sát đã cố gắng đóng các cổng và tiến hành phong tỏa, khiến cho nhiều người mắc kẹt bên ngoài cố gắng vào trước khi trận đấu bắt đầu. Cả hai đội đều được đưa ra khỏi sân khi tình trạng hỗn loạn diễn ra bên ngoài. Cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ, gọi tắt là CONMEBOL, đã lùi thời gian bắt đầu 3 lần từ 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối, 8 giờ 45 tối và cuối cùng là đến 9 giờ 15 phút tối khi các đội đã xếp hàng chờ hát quốc ca và bắt đầu trận đấu. Đó là phần 1 trong bản tin tổng hợp trưa nay cùng với ban tin tức của đài truyền hình IBC, xin biên Linh Trịnh và Thảo Ly. Mời quý vị theo dõi phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong một vài giây lát để gửi đến quý vị những bản tin tiếp nối trong phần 2. We'll be right back.